ruộng, việc cơm áo gạo tiền anh khỏi lo. Tía của em là ông chủ hội đồng, nếu mà thất nghiệp về thu lúc bỏ kho. Vườn nhà em cây trái thì xung xuê, còn người làm trong nhà đứng không sể. Cưới em về anh không cần làm rể, tiếp xe chiếc biệt phủ để em biết trong về. Dưới chỗ em thì là nơi dân giả, nhưng mà sống cuộc sống của thương gia. Em đã ưng là tía má sẽ gả, nên anh đừng ngại nó ta má qua nhà. Rước dâu xa từ đây lên thành phố, anh yên tâm tía em lo mong khổ. Thấy vậy thôi tía má em dễ tính xui gia, hai nhà chắc chắn sẽ đậm tình. Kìa lúc ngoài đông, giờ đã trổ bông. Thương em thì không sao cứ dài. Thì đừng trách con đò xa.